quả bóng vàng ghi bàn đẳng cấp, Sông Lam Nghệ An nối gót Hoàng Anh Gia Lai để câu lạc bộ Hà Nội cán đích vô địch sớm. Có lẽ chẳng ai có thể ngờ được chỉ trong một ngày, cả Hoàng Anh Gia Lai lẫn Sông Lam Nghệ An đều lần lượt gục ngã theo cùng kịch bản để đội bóng của bầu hiện bất chiến tự nhiên thành. Trận đấu bước vào phút bù giờ cuối cùng, quả bóng vàng Việt Nam mới nhất, Hoàng Đức, lướt xuống phá bẫy Việt vị, nhận đường phất bóng dài của đối phương ở sát vạch 16m50 của Sông Lam Nghệ An, bình tĩnh chờ thủ thành Văn Hoàng xuất tướng trước khi bóng qua đầu đầy đẳng cấp, ghi bàn thắng hạ gục đội bóng đang xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng V-League 2022. Bàn thắng của Hoàng Đức là cực kỳ mãn nhãn và trông có vẻ rất nhẹ nhàng, thông dong. Song trận đấu giữa Viettel và Sông Lam Nghệ An trên sân hàng để lại diễn ra khá quyết liệt, với tỷ số chưa hẳn đã phản ánh đúng cục diện. Trong khi Viettel cần một trận thắng tiếp nối đã hưng phấn để nuôi mộng tái khởi động cuộc đua mà họ đã tụt lại khá sâu so với đội đầu bảng câu lạc bộ Hà Nội, thì Sông Lam Nghệ An cũng có lý do để chơi một trận hết mình. Dù đang xếp thứ nhì, song khoảng cách giữa họ với đội bóng của bầu hiện đang là 2 trận thắng, đồng nghĩa với việc một kết quả bất lợi sẽ khiến khoảng cách ấy rộng ra, để rồi cửa đua vô địch sẽ khép chặt lại. Được chơi trên sân nhà, song Hoàng Đức và các đồng đội chưa hẳn đã tạo được sức ép mạnh mẽ lên đối thủ sừng sỏ. Song cũng như những gì Romario làm được trên sân Lego với việc kiếm thành công 2 quả phạt đền. Jovin cũng đã kiếm được bàn thắng sớm cho đội nhà từ tình huống 7 thành công đối phương cũng ở phút thứ 22 của trận đấu. Từ pha phất bóng dài từ giữa sân của đồng đội, chân sút ngoại binh của Viettel khôn khéo băng xuống nhận bóng trong vòng cấm địa trước khi khéo léo đặt thủ thành Văn Hoàng. Vào thế đã rồi khi ôm kéo anh khi bóng đã qua người, chịu quả phạt đền. Cũng như Romario, Jovin đích thân thực hiện thành công cú sút trên chấm 11m, tạo nên bước ngoặt quan trọng nhất của trận đấu. Chính bàn thắng này, chứ không phải bàn thắng của Hoàng Đức với định đoạt trận đấu, định đoạt số phận của Sông Lam Nghệ An, và rất có thể sẽ định đoạt luôn ngôi vô địch sớm cho câu lạc bộ Hà Nội. Có được bàn thắng sớm, Viettel bình tĩnh chơi chặt chẽ để bảo toàn tỷ số, trong khi Sông Lam Nghệ An khá nóng vội trong việc đẩy cao tấn công tìm bàn gỡ. Công bằng mà nói, đội bóng xứ Nghệ cũng có không ít cơ hội nguy hiểm, song đáng tiếc là các chân sút của họ không thể biết nó thành bàn thắng, để rồi nhận đòn kết liễu đúng phút bù giờ cuối cùng của Hoàng Đức. Để thua Viettel, Sông Lam Nghệ An vẫn giữ nguyên được ngôi nhì xếp trên Hoàng Anh Gia Lai, cũng như khoảng cách với câu lạc bộ Hà Nội. Song đấy chỉ là khoảng cách tạm thời cho đến trận đấu ngày mai giữa BKMX Bình Dương và đội bóng của bầu hiển. Nếu chiến thắng, đội bóng vô địch lượt đi V-League 2022 sẽ nâng khoảng cách với 2 đội xếp ngay sau lên đến 9 và 10 điểm. Khoảng cách này là khá mênh mông khi lượt về chỉ còn có 12 lượt trận nữa. Tỷ số, Viettel 2-0 Sông Lam Nghệ An. Đội hình thi đấu, Viettel, Nguyên Mạnh thủ môn, Tuấn Tài, Thanh Bình, Xuân Kiên, Duy Thường, Khắc Ngọc, Bùi Tiến Dũng phút thứ 73, Đức Chiến, Hoàng Đức, Gia Hà, Gia Vên, Thairo Paula phút thứ 55, Mạnh Dũng, Sông Lam Nghệ An, Văn Hoàng thủ môn, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Văn Khánh, Thế Nhật, Sĩ Hoàng, Xuân Mạnh, Blasco Mario, Văn Đức, Olaha, Oseni, ghi bàn, Gia Vên 22 tên, Hoàng Đức phút thứ 90 cộng 4.